cái này mày mà chua lắm. Một ca mụn viêm đây mọi người ơi, mụn viêm khách đến điều trị mụn viêm là rổ nhé, thấm rổ phục hồi cho da. Hay này trạng thái đẹp đẽ như thời chưa có mụn thấm còn chưa có rổ. Mình lấy những cái nhỏ xung quanh, những cái to trước cái đó, mình lấy những cái to sau. Cái này là nằn khẹo chứ, nằn khẹo là sẽ vắng ra lung tung. Thứ hai này là nằn nột, hay là nột kia này là trao ra miền quả dây đặc. Cái này là hồi trước bạn có mụn nhưng sau bạn vào Sài Gòn thì nước không hợp á, nên là bị gây nên tình trạng mụn viêm. Không hợp rồi không biết cách điều trị, về lại càng gây viêm dâu nhơn ra mà mình biết cách vệ sinh nữa. Dâu nhơn khiến cho bị tắc rồi nó càng gây mụn nhiều nữa. Phun ra này. Đây là màu của mụn viêm. Màu này là chữa mủ, chữa vi khuẩn gây mụn. Những con vi khuẩn mụn hẳn cứ nằm ở trong này là làm cho cái da mình cứ viêm ngày một nặng hơn để như mình điều trị. Rất nhiều. Hồi trước Hoài điều trị mụn có nhiều người này đang quay lâu lâu để xem cho đã mắt thì chưa có thời gian nên là quay video thời lượng dài hơn một tí cho mọi người xem. Đó thấy không? Đè nốt đi mà nốt bên kia ra luôn. Viên quá dày đặc đấy. Mình chỉ chích mình sáng sạp luôn. Nốt mua ra thì mình gần nằm cái này kìa. Đó, thấy không? Mọi người thấy không?
thầy này mạo vào mù này. Còn cái bọc vậy nên là đó phải lấy ra hết. Dưa mình mình làm sơ qua trước cái này bắt đầu thì mình làm lần nữa tiếp. Màu này, mụ này đó vậy đó. Nên là khuyến cáo các bạn có mụn là đừng để mụn nặng quá nhé, gây viêm da hư da mà mỗi lần nặng rất là mệt mình chứ không phải là mệt cái người điều trị mụn cho mình nhé, mệt cái bản thân mình vì vừa hơi đau với lại là để lại sưng mặt hơi đỏ hơn bình thường. Mình muốn bình thường đã quá nặng rồi, nhưng mà mặt như bạn nam này thì trong vòng 2 tháng thôi là đẹp rồi. Bên ngoài là điều trị rất nhiều cá như thế, chẳng phải mới chỉ 1-2 cá đó, rất nhiều cá. Nằm cả nên mình cả nên tràn ra luôn. Chưa nhỏ tí là gì? Chị anh nhá, muốn làm thì muốn thế chứ hả? Chắc là dạ chắc là mái đi, không thì một nửa kể làm xong cái này là trọng nghỉ nữa. Dạ thôi để